Chào Mỹ Hờ. Bột là chở lũng phì này.
Không thấy xe hở. Mau cái đi giúp xính lấy cái quà về đây, cào cào bột lên với lấy quà ấy. Em bảo gì anh hờ ấy? Em bảo là anh hờ còn nhà em cũng nữa đó, anh hờ bảo là không nào lật máy thì mấy vào. mà đã ô. Chỗ này cho họ đi trước đó. Đi.